Hi chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh cơ điện lạnh công sơn trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn về cái hiện tượng mà tủ của chúng ta thường thường nó có cái hiện tượng là có cái mồ hôi bám bên ngoài thành tủ vỏ tủ và trên cái mặt trên của tủ các bạn nha thì mặc dù tủ của chúng ta trong làm việc thì nó lạnh rất bình thường tức là ngăn đông rồi đá đóng rất tốt và ngăn lạnh thì cũng là rất là tốt các bạn nha thế nhưng mà À, hiện tượng nó xảy ra như vậy thì chúng ta sẽ giải thích làm thế nào và một số bạn là lo lắng tức là lo lắng là là cái tủ của mình nó hỏng à, lo lắng cho nên là à, có tương tác hỏi mình thì trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn một số cái nguyên nhân à, nó sinh ra cái vấn đề là à, bị à, đổ mồ hôi trên thành tủ thì à, đổ mồ hôi trên thành tủ có rất nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân đầu tiên đó là chúng ta nói đến cái vấn đề là à, các bạn à, À, đóng cửa tủ không kỹ nè, ron tủ hư. À, thì nó làm cho có cái uh, quá trình mà làm lạnh của tủ nó kém thì nó sinh ra à, làm cho tủ của chúng ta nó chạy liên tục và quá trình chạy như vậy thì nó sẽ sinh ra cái à uh, uh, mồ hôi nó bám vào trong cái thành tủ. Nguyên nhân thứ hai thì uh, nói đấy nè, các bạn đã là chính là cái uh, quá trình mà uh, tủ lạnh chúng ta thời gian làm việc á À, thì cái phần xốp của nó nó bị à, thấm nước <laughs> một số cái xốp đó là nó bị thấm nước nó bắt đầu nó có hiện tượng là lão hóa tại vì à, bản thân xốp là không thể tồn tại mãi mãi được các bạn thì chính vì vậy cho nên nó sẽ sinh ra cái vấn đề là à, nó ngấm nước như vậy nó sẽ trao đổi nhiệt từ bên trong và bên ngoài à, nó sẽ à, không có giữ kín được và chính như vậy là quá trình trao đổi nhiệt đó nó sinh ra cái hiện tượng là À, à, mồ hôi trên cái à, à, mặt tủ như thế này đó là là một cái nguyên nhân các bạn nha à, thì nó sinh ra như vậy thì cái nguyên nhân nữa đó là có quá trình mà à, chúng ta à, sử dụng thì chúng ta đang đặt cái à, à, cái cái à, công tắc à, thermostat ở vị trí à, 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 quá là là cao thì làm cho tủ chúng ta chạy nhiều và nó cũng là nguyên nhân để nó sinh ra cái vấn đề à, động xương à, đổ mồ hôi trên cái à, vỏ tủ thì à, để xử lý cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta à, chỉnh công tắc ở mức độ là vừa phải và chúng ta không đặt tủ ở chế độ chạy cao quá chạy nhiều thì nó làm cho cái tủ của chúng ta nó cũng không tốt các bạn nha. rồi thì à, à, đó là những cái nguyên nhân mà nó xảy ra trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Thế nguyên nhân thứ tư. Mình nói đấy các bạn. Đó là cái à, nguyên nhân là. À, đường ga của chúng ta. Nó chạy xung quanh thành tủ vỏ tủ như vậy. Thì cái đường nóng. Nó sẽ đi dọc vào à, thân vỏ tủ. À, và nó chạy cái đường ga. Nó sẽ chạy vào xung quanh cái vỏ tủ như vậy. Thì cái quá trình trao đổi nhiệt. Từ cái đường ga này các bạn này do các nhà sản xuất người ta sản xuất các đường ga này nó ốp sát thành tủ để nó giải nhiệt, cho nên cái hiện tượng khi nó chạy như vậy á thì nó sẽ làm cho cái cái hiện tượng à, trao đổi nhiệt à, trực tiếp giữa ga với môi trường thì quá trình trao đổi nhiệt đó nó sẽ làm cho à, cái mặt tủ của chúng ta nó động xương, thì cái vấn đề đó thì nó là bình thường các bạn nha, à, thì nó bình thường không có vấn đề gì các bạn và cái nguyên nhân thứ năm đó là nguyên nhân là do các bạn à, đặt cái tủ của chúng ta ở những nơi vị trí nó có cái uh, hơi ẩm cái độ ẩm quá cao thì uh, có những vùng cái độ ẩm nó lên đến 8 chín và đặc biệt là vào mùa mưa các uh, cái uh, thời tiết của chúng ta vào những cái vụ uh, mùa mà mưa uh, dày uh, độ ẩm cực kỳ cao thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng nếu cũng là uh, bám xung quanh cái uh, thành tủ vỏ tủ uh, cái dàn xương và dạng như mồ hôi thì đó là cái à, quá trình nó à, trao đổi nhiệt à, giữa bên trong bên ngoài thì cái à, nồm ẩm nó sẽ bám vào thành tủ của chúng ta đó là cái hiện tượng gọi là nồm thì à, đó là năm nguyên nhân mà mình nói đến à, các bạn trong cái vấn đề mà bị à, à, bám xương bám à, mồ hôi xung quanh thành thủ thì các bạn không nên lo lắng trong quá trình nó bám như vậy các bạn nha. Thì mình thì các bạn có xử lý theo đúng những cái gì mình hướng dẫn thì nó sẽ tan thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng khăn để chúng ta lao đi thì nó sẽ hết. Và các bạn không cần lo lắng để mà băn khoăn nhiều, đặt ra câu hỏi nhiều các bạn nha. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.